trong khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. D. Tâm dị thuộc quả vô sắc giới. Trừ pháp vô ký ra sao? Chấm bực tu tiến theo đường lối hầu đến vô sắc giới trừ luôn lạc do lướt khỏi vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng xanh với tưởng phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ trong khi nào thì xúc. Vô phóng giật có trong khi ấy. Những chân tướng này gọi là chư pháp thiện. Bực lướt khỏi vô sở hữu xứ đã trừ luôn lạc đắc tứ thiền thuộc dị thục quả do đã tạo chứa nghiệp vô sắc mà đồng sanh với tưởng phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ trong khi đó là thiện căn duyên hành hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. E, tâm dị thục quả siêu thế. Trừ pháp vô ký trong khi có ra sao? Chấm. Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt giáo đẳng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục. Đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc xanh từ định mà hành nan đắc chỉ trong khi nào thì xúc. Vô phóng giật có trong khi ấy, những trơn tướng như thế gọi là chư pháp thiền bực tĩnh ly chư dục đã đắc sơ thiền thành dị thục quả do đã tiến hành thiền thiện siêu thí hiệp tầm. Tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trùng tiêu diệt trong khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh. Thanh duyên, thắng giải, thắng giải duyên hữu hữu duyên sanh xanh duyên lão tử sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế dứt phần thiện căn dị thục quả xiển minh Xiển minh phần bất thiện căn dị thục quả a à, bảy tâm dị thục quả bất thiện tâm dị thục quả bất thiện thứ nhất trừ pháp vô ký ra sao khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo sanh ra tức là nhãn thức đồng sanh xa thọ có sắc làm cảnh trong khi đó thì bất thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. Bất thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, trạng thái cố quyết. Như thế gọi là bất thiện căn duyên hành do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế tâm dị thục quả bất thiện thứ hai ba bốn năm và sáu trừ pháp vô ký ra sao khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra thành nhị thức đồng xanh xà thọ có thinh làm cảnh thành tỷ thức đồng xanh xà thọ có khí làm cảnh thành thiệt thức đồng sanh xà thọ có vị làm cảnh thành thân thức đồng xanh khổ thọ có xúc làm cảnh thành ý dưới đồng xanh xả thọ có sắc làm cảnh hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối xanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên hành hành duyên thức thức duyên danh danh duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên thắng giải thắng giải duyên hữu hữu duyên xanh xanh duyên lão tử sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Tâm dị thục quả bất thiện thứ bảy. Trừ pháp vô ký trong khi có ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra thuộc ý thức giới đồng sanh xả thọ có cảnh sắc? Hoặc cảnh pháp hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. Bất thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là bất thiện căn duyên hành. Hành duyên thức trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa xanh từ ý thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức. Thức duyên danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng quần và hành quần. Như thế gọi là thức duyên danh. Danh duyên lục nhập đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa. xanh từ ý thức giới. Như thế gọi là danh duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc đó ra sao? Như là sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm như thế gọi là lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ đó ra sao như là sự phi hỉ phi phi hỉ của tâm hưởng cảnh phi khổ phi lạc xanh từ ý xúc thái độ hứng chịu cảnh phi khổ phi lạc xanh từ ý xúc như thế gọi là xúc duyên thọ thọ duyên thắng giải đó ra sao như là sự quyết đoán cách phân đoán thái độ quyết đoán cảnh của tâm như thế gọi là thọ duyên thắng giải thắng giải duyên hữu đó ra sao? Như là thọ quẩn, tưởng uẩn, hành quẩn và thức quần mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu hữu duyên xanh đó ra sao? Như là cách xanh, sự xanh, cách co ra, phát ra đầy đủ, xanh trọn phần, sự phát hiện của những pháp đó. Như thế gọi là hữu duyên xanh. Xanh duyên lão tử đó ra sao? Chấm, lão và tử mà lão đó ra sao? Như là sự già, trạng thái già, bớt sự sống còn của những pháp ấy. Như thế gọi là lão. Từ trong khi có ra sao? Như là sự bất, cách hoài, sự tan rã sự hư hao, không bền vững, cách mất đi của những pháp ấy. Như thế gọi là từ. Lão và tử như đã nói đó. Thế gọi là sanh duyên lão tử. Câu nói sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế tức là sự tập khứ, tập lai, like, cách hội hợp, thái độ hiện bày của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dứt phần bất thiện căn dị thuộc quả xiền minh dứt phân theo diệu pháp. Đầy đủ duyên khởi phân tích.